Mình test cái dàn mới vừa lắp xong 14.900.000 đồng nha mọi người. Cái clip hồi nãy mình hướng dẫn setup rồi, bây giờ mình test âm thanh. Tí nữa mình sẽ up âm thanh ở phần dưới nha. Cấu hình con này nó, mình nhắc lại, Yamaha CT120S kết hợp cùng con Vanker CBL Bluetooth K12, có bằng Bluetooth nha. Một con mic 7 âm nó rất là đẹp luôn. Một con Idol IP100, một đẩy đường Thạnh Quý, khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để được test trực tiếp và tư vấn rõ hơn ha. Trụ sở 2 tại Thủ Đức, số 45/23 đường Trương Dương, khu phố 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0935